Sáng nay ngày 8 tháng 4, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Sau vòng thi cụm được tổ chức tại 34 phường xã, 6 đội thi xuất sắc nhất đã tranh tài tại hội thi cấp thành phố. Qua hai phần thi lý thuyết và thực hành, với các câu hỏi, yêu cầu về kiến thức pháp luật, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố. Các đội thi đã thể hiện hiểu biết sâu sắc về các nguyên nhân xảy ra cháy thường gặp, cách sử dụng các thiết bị bảo hộ, chữa cháy tại chỗ, cũng như thành thục các kỹ năng thiết yếu. Hội thi đã chọn ra hai đội thi xuất sắc nhất, tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới.